Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft sinh tồn trên một block nhưng mà có 4 đảo nguyên tố khác nhau ha. Hiện tại thì cây cúp của mình nó nát ngố rồi. Và cây một chỗ là ở đây nó có sẵn có kim cương mà không có đào được nè. Nên bây giờ mình bắt buộc phải làm trước một cây cúp bằng sắt thì mới có thể đào được viên kim cương đó. Thế mới khổ ấy chứ. Mà thôi, cái khổ này thì mình chấp nhận nha. Có kim cương mà phải chịu khổ thôi. Rồi, lấy thêm một What? Nhân phẩm mình lên rồi. Nó ra một lần hai quặng kim cương luôn. Đã thiệt sự. Lâu lâu cái được búp nhân phẩm một cái, sướng ghê luôn á. Rồi bây giờ thì hình như nó vẫn chưa cho mình cái quặng ngọc lục bảo luôn nha. Mình không hiểu tại sao nó không cho mình quặng ngọc lục bảo nữa. À, có bác dân làng gì đây? Dân làng đổi một cái chuông với giá 36 viên ngọc lục bảo. Đắt thế. Né ra bác ơi, bán mắt này, né ra bác ơi. Mình farm một xíu nữa rồi mình sẽ chuẩn. Ôi, kim cương nữa nè. Wow. Ôi, nhưng mà quái vật nó xuất hiện nhiều quá. Ban ngày ban mặt mà nó xuất hiện đầy luôn. Mình coi nó nung xong tới đâu rồi. Đây, nung xong hết cái số sắt của mình rồi. Đồ ăn cũng xong rồi nè. Có thật thì mới giật được mấy con quái trong đây được. Rồi, nóc miếng thịt cùi đi. Mình sẽ cất kim cương vô trong đi ha. Tại vì chuyện xui rủi mình đâu có muốn đâu, đâu có biết được nữa. Nên cất vô trong trước cho nó an toàn. Và lóc các thứ cũng cất vô. Rồi tiếp tục cái công cuộc cày cuốc của mình thôi. Mình sẽ cày thêm tầm tới xế xế là mình sẽ chuẩn bị cho cái việc khám phá những hòn đảo kế bên ha. Sao cho nhiều bác dân làng giống nhau vậy? Hai bác dân làng giống nhau nè. Chỗ mình đã chật rồi mà còn gia tăng dân số ở đây nữa. Hay là bây giờ mình... Thôi đi. Mình không muốn làm điều đó với mấy bác dân làng đâu. Tốt nhất mấy bác đừng có nhìn cháu chầm chầm như vậy. Ồ, có redstone nè. Hiếm hiếm lắm mấy gà redstone đó nha. Mà trong đây thì redstone cũng không hữu dụng lắm. Hôm nay xịn nhất chỉ có kim cương thôi. À, còn có cái quặng mảnh vỡ cổ đại nữa. À, mình chưa gặp được cái mảnh vỡ cổ đại ha. Hay là mình gom coi mình có đủ hắc diệm thạch chưa. Mình được 8 cục hắc diệm thạch rồi. Mình sẽ gom đủ 10 cục đi. Rồi mình sẽ làm một cái cánh cổng địa ngục. Nghe nói là ở dưới địa ngục á là mình có thể kiểu như là farm được netherite nữa. Lần này thì là một chú cúng con nè. Hay là mình sẽ thu phục em cuốn này đi. Cù mình đã nhốt hết rồi nên việc mà cuốn săn mấy con cù mình nuôi thì chắc là không thể đâu. Thu phục em cuốn này ha. Cuốn con rất là dễ thương luôn. Cái đầu to đùng kìa. Còn niễn niễn đi chứ. Đây rồi. Đứng yên nào. Sit down. Đúng rồi. Ngồi đây giữ nha. Không được ăn thịt cù đó. Nhỏ nhỏ này mà ăn thịt cù của anh là chết á. Hôm nay có em cúng hơi bị xịn nha. Rồi và tranh thủ bây giờ thì mình sẽ làm một cái cây rìu mới thôi. Tại vì cây rìu gỗ mà mình dùng hổm rài nó cũng đã hư rồi. Nên mình bắt buộc phải làm một cây rìu mới. Đây. Que. Rìu bằng sắt. Một cây thôi, một cây duy nhất là đủ. Mình sẽ dùng cây này thay cho cây kiếm luôn. Đỡ mất công chế tạo quá. Rồi, tích cực farm nào. Mình chỉ mong là nó ra mấy cái rương mà có hắc diệm thạch thôi. Để mình có thể kiểu như là có đủ 10 hắc diệm thạch. Ồ, tiếc thế. Vẫn chưa có này. Cái hôm đầu tiên mình lên cái hòn đảo trên không này. Mình nè, có nè. Yes, một cục cuối cùng nữa thôi. Một cục hắc diệm thạch cuối cùng nữa là mình đã đủ số lượng để xây một cái cánh cổng địa ngục rồi. Cố lên. Cù nữa, thôi không cần cù đâu. Đủ chi tiêu rồi. Mình sẽ làm cho cái hòn đảo của mình á, nó kiểu như là tối ưu diện tích nhất á. Không cho kiểu như là lãng phí diện tích đâu. Ui, lại chó sói nữa nè. Ui, chó sói đâu vậy? Rồi luôn, chó sói dẫn. Thỏ dẫn chó sói đi mất tiêu rồi. Ok đi. Cho đi quăng bển luôn. Ừ, và nói mới nhớ, một xíu mình sẽ qua bên kia dẫn em bé về nha. Tại vì bây giờ cái chỗ của mình nó đã rộng hơn rồi. Hợp lý á. Bây giờ thì mình sẽ làm trước một cái giường đi.
một cái giường ngủ để mình ngủ cho nó qua một ngày mới. Trời sáng rồi mình sẽ dẫn em bé đi về nhà ha. Để em bé nước bên kia hơi lâu rồi đó. Đây là một cái giường. Đánh một giấc rồi sáng thức dậy đi rước thành viên mới thôi nào. Ngủ ngay đây. Ngủ trên là nung luôn. Đánh một giấc ha. Và không biết là khi mình dẫn bé về thì bé có kiểu như là ăn uống hay gì không á. Đi qua bên đó dẫn thử nào. Trời, bên kia sao đông quá như vậy. Reaper, zombie các thứ quá trời luôn kìa. Phù thủy nữa. Chắc nó không thấy mình đâu. Phải tự tin lên vô. Yes, I won. Team with dirt. À, mình phải ê đừng. Ui da. Mình phải thu phục cái em bé này là bằng những cục đất. Để mình về nhà mình lục hết số đất mà mình còn dư ra để coi đủ để thu phục cái em bé đó hay không nha. Còn nếu không đủ là mình bắt buộc phải ngồi cày đất á. Nè, đập mấy cục đất như vậy nè. Căng đây. Đất mình có 32 cục thôi. Không biết có đủ hay không nữa nè. Hồi hộp thiệt á. Mình mong là đủ để mình có thể kiểu như là thu phục em bé đó ha. Rồi, cất cho nó gọn gàng lại. Đi. Qua bên kia thu phục em bé thôi nào. Rất mong là hôm nay mình có thể dẫn em bé này về nhà. Con bé này chắc mình nuôi được á. Nuôi cho lớn thành cái con golem nước giống hôm qua mình chiến đấu vậy thì bảo kê mình hơi bị đã. Ê! Một cái được luôn. Một cái được luôn nè. Mình có thể cho đứng lên ngồi xuống giống như bé cuốn nha. Rồi, mình đi coi có đi theo mình không. Có đi luôn. À, được, vậy thì tốt quá. Bây giờ mình chính thức đã có một thành viên mới là một em golem nước rồi ha. Được. Không biết là golem nước có lớn hay không nữa đây. Hay là chỉ ở một cái kích thước đó. Vậy ta. Nè, mình sẽ cho ăn thử đất thêm coi chịu không. Ăn đất nha. Ủa nhưng mà ăn sao không có lớn gì trơn vậy. Ui, thôi. Ăn không lớn thì ăn ít thôi. Ăn ngồi mình sạch đất luôn rồi không có để sau này trồng trọt đó. Trồng trọt cần rất là nhiều đất. Ui không có hát chìm thạch, phải cho hát chìm thạch thì tốt. Giờ chỉ cầu mong nữa ra cái rương có hát chìm thạch thôi. Đây cái rương này. Hát chìm thạch. Yeah, nó cho hát chìm thạch rồi. Vậy là mình đã đủ 10 cái cục hát chìm thạch để xây một cái cánh cổng địa ngục rồi ha. Bây giờ thì chắc mình sẽ tiến hành cái công việc xây luôn đi nha. Hợp lý á. Cái linh ta linh tinh mình sẽ cất vô trong lại cho nó gọn gàng cái kho đồ nhất. Đây. Rồi bây giờ thì cùng nhau farm một cái cục đá lửa. Tại vì mình phải có cục đá lửa thì mình mới làm cái hộp quẹt và kích hoạt cái cánh cổng địa ngục được. Đây. Farm thôi nào. Đặt xuống. Và đập thôi. Đấy, gà luôn. Nhân phẩm cao. Kết hợp với một cái cục sắt là mình sẽ được một cái hộp quẹt rồi. Hộp quẹt đây. Xong. Và cánh cổng địa ngục thì mình sẽ xây ở hướng hướng nào vậy ta? Hướng này an toàn rồi nè. Chắc mình sẽ xây về hướng bên đây đi ha. Xây nó sát trong đất liền một xíu để em thôi. Đi nó lọt có tẩm xuống dưới. Không có ai vớt mình lên được á. Đây, mình sẽ xây ở đây. Cao lên. 2 3. Đặt một ô ở đây rồi bắt ngang thôi. Đó. Như vậy thì mình đã hoàn thành cánh cổng địa ngục rồi. Cùng nhau qua địa ngục coi. Mình ở trên thế giới Skyblock thì bên địa ngục nó có phải là một cái địa ngục lơ lửng không hay không nha. Mình đang rất là tò mò luôn. Đi. Ui. Địa ngục bên đây có hòn đảo kết thúc nè. Bên kia còn có một cái lâu đài nữa. Đừng để ý mấy cái chỗ xung quanh nha. Tại mình để cái tầm nhìn cao cho mình dễ nhìn á. Nên nó lót qua tới mấy chỗ bên kia rồi. Không tính mấy chỗ bên kia nha. Chỗ kết thúc nè. Rồi hòn đảo bên kia nữa. Nhìn rất là to luôn như một cái lâu đài địa ngục vậy. Còn bên đây là chỗ để mình farm nè. Bên đây cũng còn một hòn đảo nữa nha. Vậy là bên đây có tổng cộng 3 hòn đảo. Và một hòn đảo để mình farm. Được, mình sẽ tìm block để mình qua bên kia mình farm coi có được vụn netherite hay không. Ủa sao qua đây tối thui rồi. À đây, trở lại rồi.
mình sẽ cần làm một cái cúp kim cương. Tại vì nếu mà có netherite là mình phải cần cúp kim cương thì mới đào được. Rồi cần block để bắt qua bên kia nữa. Mình sẽ sử dụng những cái ván để cho an toàn ha. Đó. Rồi chế tạo. Ván. Que. Cúp. Xong. Đi thôi. Ừ. Mình còn sắt đúng không? Còn 21 sắt. Một chút sắt ở đây chưa nung nữa nè. Mình nung đi. Còn than không vậy trời? Nè. Cho nó nung ra. Để có gì mình làm bộ giáp sắt. Mình sẽ làm trước cái áo. Một cái quần. Thêm một cái nón. Rồi giờ thì thêm 3 phôi sắt nữa. Là mình sẽ full một set giáp sắt ha. Như vậy thì lúc chiến đấu là mình sẽ rất là tự tin luôn. Có giáp là mình sẽ chiến đấu theo cách khác liền. Hổ báo cáo trộm liền. Này cái ổn. Rồi. Tới cái củ kiệu tiếp. Mặc vô. Đấy, mặc vô là đẹp trai liền. Rồi, đi. Cùng nhau qua bên bển để khám phá thử coi. Mình nghĩ là nếu mà mình đào bên cái hòn đảo đâu nè, bên hòn đảo bên này thì chắc nó cũng có thể rơi ra quặng thạch anh các thứ á, mấy cái quặng mà bên địa ngục mới có. Mình nghĩ vậy. Để mình đặt ở nửa dưới để đừng cho nó xuất hiện quá giọt á. Đó là cách tốt nhất để mình sống sót ở bên này. Đó. Mình đặt như vậy là sẽ không sợ xuất hiện quái vật ha. Tại vì đây là nửa dưới nên quái vật chắc chắn sẽ không có xuất hiện đâu. Mà chỉ sợ cái đảo này nè, cái đảo này tối một hồi xuất hiện quái vật. Nó móc lớp mình là xong luôn á, hết tường chạy đó. Rồi, vô. Mở rộng ra. Mở rộng tạm nhiêu đây thôi. Có nhiều mở rộng nhiều. Rồi đập. Đây rồi. thời tới rồi. Đào một phát ra luôn cái quặng cổ đại luôn nè. Hộp vàng, cục mắt ma. Ở đây còn có đất vi khuẩn nữa, len màu đen, búa địa ngục nữa nè. Wow, hiếm vậy. Cục này làm cái đèn. Ui, ở cái quặng này hắc chìm thạch khóc nữa. Giờ mình chỉ cần thêm mảnh vỡ cổ đại thôi là bao xịn luôn á. Cái cỏ này, thạch anh các thứ nè, gỗ nữa, len. Tính ra bên đây nó cũng đa dạng không. Ủa con gì á? À, nó còn cho cái con này là đi trên dung nham được á. Nhưng mà bây giờ mình sao dẫn nó xuống vậy ta? Thôi kệ đi, cho nó chảnh đi. Nó đứng trên đây nó gung gung kìa. Thôi kệ đó. Mình không làm hại nó là được ha. Chặt gỗ cái thứ ra. Không biết nó mình có dẫn nó về nhà được hay không nữa. Ê, ui mình lỡ đánh trúng rồi. Mà hơn là con đó nó cũng hiền á, nó không có đánh mình sau khi mình đánh nó. Ở bên đây nó vẫn có những cái quặng như là sắt các thứ ở bên thế giới thường của mình ha. Bên đây thì mình sẽ có tỷ lệ gặp được. Ôi, nó đứng trên cái cục này không sao hả? Nó đứng trên cái đó gọi gì ta? Cái lửa trại á, lửa trại linh hồn mà nó không bị gì luôn cơ. Con đó mạnh thiệt á. Gặp mình đứng trên đó là cháy. Cháy chết veo luôn, không giỡn đâu. Nhưng mà cái tỷ lệ gặp cái mảnh vỡ cổ đại có vẻ ít. Mình rào nãy giờ không có thêm luôn. Tự nhiên nãy nhân phẩm nó lên bất ngờ chứ. Rồi luôn, hiểu số phận luôn rồi ha. Ôi ôi, đạp cục này đúng lâu luôn. Ôi xui quá à, chắc đi về quá. Hết hên rồi. Hồi nãy mới vô nó cho mình hên một lần thôi. Đúng một lần thôi. Giờ nó cho mình xui lại rồi. Thôi đi về, không chơi nữa. Buồn rồi. Thôi không sao. Mới qua bển lụm được một cái mảnh vỡ cổ đại là thấy cũng im rồi đó. Từ từ mỗi ngày lụm chút thôi là mình sẽ đủ để làm một cái món đồ nào đó bằng netherite ha. Quá là tốt. Rồi mấy block mới thì mình sẽ cất nó vô cái rương ở phía trên cho nó gọn lại. Đó. Mảnh vỡ cổ đại thì mình sẽ cho vô cái rương khoáng sản. Đấy. Xong. Và bây giờ thì mình đã có được cúp kim cương rồi. Kiếm. Chưa. Mình vẫn còn thiếu cây kiếm. Tại vì đánh với boss mình dùng rìu quýnh không nổi đâu. Đánh với boss ít ra mình cũng phải có kiếm. Mình có mấy viên kim cương? 2 viên hả ta? 2 viên thì mình đang dự định là sẽ làm một cái bàn cường hóa.
Hay là mình sẽ vẫn tiết kiệm đi ha, dùng kiếm sắt đỡ đi. Khi nào mình giàu có hơn mình sẽ dùng kiếm kim cương sao? Giờ còn nghèo nên dùng kiếm sắt. Rồi. Đồ kim cúp kim cương để nhà. Rìu kim cương để nhà. Ủa rìu sắt để nhà, hộc quẹt để nhà. Mình chỉ mang những cái đồ cần thiết thôi. Tại vì chuyến này đi mình không biết mình có trở về với mấy bác dân làng, với mấy cái con vật nuôi hay không nữa. Ủa em bé thôi. À đây đây, em bé vẫn còn ở đây ha. Mình sẽ thử dẫn em bé Golem này theo coi coi có chiến đấu tiếp mình hay không. À, mình sẽ cần rất là nhiều gỗ để mình bắt qua những cái hòn đảo kế bên nè. Đây mình sẽ lấy gỗ vân sam đi, gỗ vân sam còn nhiều lắm. Đây đổi ra là cả đống luôn á. Ván nè, nó 48 ván luôn. Tha hồ mà đi. Rồi xong phin, đi thôi nào. Hòn đảo kế tiếp là hòn đảo phía bên phải ha. Đi thôi đi thôi. Sẽ làm cây cầu ngay đây. Đi nào. Đi em bé. Đi thôi anh. Anh không có sợ đâu. Anh chỉ hơi rén thôi. Tại vì không biết bên đây là cái con boss gì này. Hôm qua là đánh cái con boss đó là con boss Unknown Fail. Oh my god. Ồ em bé ơi. Hello. Hình như em bé của mình lọt rồi. Điện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi. Em bé của mình lọt khố rồi. Ở dưới cái giường của người ta bắt ngủ. Chơi mà cái ếch giường ngủ nữa. Trời đất ơi, cái em bé mình nói có sai không? Cái cầu mình xây to đùng như vậy mà đi cũng lọt được nữa. Bó tay em bé Golem luôn á. Mình đánh núp rồi, bét núp y gan của mình luôn. Sợ thiệt. Người ta nói chủ nào tới nấy là có thật nha. Mình cũng ưa cái vụ mà đi mấy cái cầu nhỏ nhỏ này mà lọt lắm á. Thôi không sao. Chuyện xui rủi chắc gồng đâu có muốn đâu. Ủa chắc em bé đâu có muốn đâu. Trời đất ơi. Rồi gần tới hòn đảo đây nè. Ui mình nói chơi chúng thiệt hả? Ở đây là cái hòn đảo rồng. Wow. Why? Dragon. Hình như đây là một cái con rồng gió. What the hell? Ghê hả? Hồi nó chưa thấy mình, nó chưa thấy mình sẽ làm một cái cầu để một xíu mình chuồn. Thêm một ô nữa cho chắc. Nhảy nhảy quýu quá, nhảy là lọt lên dưới á. Ở đây là một cái con rồng gió nha. Chuyện này không biết có chiến đấu lại hay không, nhưng mà mình sẽ dùng mọi cách có thể. Ê nó bay cơ. Ui nó tấn công, nó tấn công. Ui nó đẩy lùi mình. Ngọn gió mà rồng tấn công là sẽ đẩy lùi mình nha. Tấn công nào. Combo rồng. Ui đó đó, nó đẩy lùi mình cơ. Ui nó đang muốn đẩy mình xuống cái vực ở dưới á. Mình sẽ không để cho nó làm như vậy. Mình phải di chuyển ra hai bên thì mình mới tránh né được cái luồng tấn công gió nè. Rồng rồng nè, mình cần chiến rồng luôn. Đánh vô mông rồng. Ui hấp mình lên trên không kìa. Ôi không. Ôi tuyệt chiêu khó chịu vậy. Mèn ơi, mình không đỡ được luôn. Rồng còn có tuyệt chiêu hất tung cực cao nha. Mình chiến này mình sẽ thủ sẵn một cái xô nước. Cút kinh nghiệm là mới được. Kìa kìa, hất mình kìa. Hất đúng cao luôn. Mình sẽ lượm lại cây kiếm của mình á. Đây rồi, đây kìa, rồi, đây rồi, cây kiếm mình đi rồi. Hất hất hả? Nó cứ muốn hất mình đi thôi. Tại là gió mà. Tốt đấy. Lì đấy, lì, lì nè, hất nè, hất cục và cưng. Đâu, đâu có dễ hất anh lần hai. Đánh vô mông nó là nó bị khắc chế. Lần này mình sẽ thể hiện xô nước đây. Coi mình nè. Xong phim. Đừng có nhận. Ui bậy 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 rồi, bậy rồi. Hất xuống dưới là bậy rồi. Đánh rồng nè, đánh rồng nè. Ui mình cố lên, cố lên. Hôm qua Golem nước mạnh như vậy mình còn tiêu diệt được mà. Xô nước thần thánh. Đó. Có xô nước là khắc chế được cái em rồng gió này liền. Khắc chế những cái pha hất tung ha. Rồng gió nè. Cố lên, cố lên.
cố lên. Ui nửa rồi, đã dính đòn hất tung rồi. Xô nước. Hên hên hên, Rồng xác định với mình rồi. Chuyến này lạnh ít, ít dữ nghèo rồi cưng ơi. À, quýnh, quýnh nè. Mình gần đánh bại được Rồng ơi. Cố lên, cố lên. Một hit nữa. Yes, thành công rồi. Mình đã chinh phục được cái con boss thứ hai. Nguyên tố thứ hai là nguyên tố gió ha. Wow, đây là một em Rồng gió nè. Được thiệt sự. Nếu bây giờ mình muốn thu phục em Rồng gió này thì mình sẽ cần phôi sắt, iron ingot. Ok, iron ingot chứ gì. Mình sẽ đầu tư luôn. Và lần này thì mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Mình sẽ đi theo đúng một đường thẳng thôi. Và vừa đi vừa quan sát coi coi mấy em bét này có rớt không. Hồi nãy cái em golem nước rớt là mình thấy ổn rồi đó. Tốn cả đống đất của mình. Ui, mình còn đúng một một phôi sắt nè. Trùng hợp vậy. Trời ơi, mình đúng kiểu là không còn một miếng sắt trong người luôn á. Thôi kệ. Hy vọng là một cái phôi sắt đủ để thu phục cái em này, em Rồng gió này. Hay bé cưng, về đợi anh nha, anh không có nhiều đâu, anh có một cục thôi. Gầu. Cưng trên nghèo. Cưng đợi đây. Đừng, đừng khinh thường anh là chủ tịch giả bộ nghèo thôi. Chứ anh là nghèo thiệt đó. Tham nãy giờ cũng được lúc rồi. Bây giờ mình có một cái dự định là xây một cái căn nhà ở trên cái đảo của mình nè. Tại vì chẳng lẽ mình sống mà không có cái nhà nào đúng không? Mình muốn xây một cái căn nhà bé bé thôi. Và nguyên liệu chính thì chắc sẽ dùng những cái cục gạch. Gỗ thì mình không có nhiều nên mình chủ yếu là dùng gạch đó. Ồ, gạch đá nè. Thế nên chắc bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ để mình farm đá đi ha. Như vậy thì mình sẽ dễ dàng lấy đá hơn. Chứ mình ngồi mình đập kiểu kia nó cũng hên xui lắm. Nhiều khi nó ra toàn là gỗ mà nó không ra đá. Thế nó mới khó. Thôi chắc giờ mình sẽ làm một cái chỗ farm đá nhỏ nhỏ ở gần chỗ mình đi. Mình sẽ lấy một ít cục đá ra. Tại vì đá thì nó mới không bị cháy được. Chứ dùng mấy cái gỗ gỗ mà ốp ốp vô một hồi là nó cháy ha. Mất tiêu cái đảo mình luôn á. Đây, mình sẽ xây cho nó rộng rộng một xíu. Mình biết mình có làm đúng hay không nữa. Tại lâu quá mình không có làm mấy cái kiểu máy farm đá như vậy. Rồi theo mình nhớ là mình sẽ đặt ở đây một. Chưa chưa mình ốp đây luôn đi. Rồi thôi chua, thôi xong rồi, không đủ rồi. Giờ đá còn không có nữa. Nghèo tới mức vậy luôn á. Dùng tùm lum loại đá. Mình nghèo thì mình dùng tùm lum loại đá có đâu. Nghèo thì xây kiểu nghèo. Ở dưới này mình ốp bằng mấy cái đá này. Ôi hình như mình xây hơi thiếu rồi. Mình lùi ra sao ô. Hợp lý lùi ra sao ô là vừa khích luôn á. Mình sẽ để nước ở bên này cho nó chảy xuống. Dung nham thì mình sẽ để bên này. Chuẩn bị xèo. Nó đứng đây farm thôi. Ui giời ơi, hợp lý. Đó, máy farm đá giá rẻ. Xây cũng rất là đơn giản luôn. Và mình sẽ nghĩ là ốp ở trên này thì nó sẽ an toàn hơn. Mình sẽ không sợ đá nó văng xuống dưới nữa. Đây, ốp vô đây. Hả? Là không có sợ đá nó rớt vô nhung nham rồi mất ha. Đấy, mình cứ đứng ở đây rồi farm thôi. Hợp lý lắm luôn á. Trong thời gian rảnh thì mình sẽ sử dụng cái máy farm đá này để cày cuốc thật là nhiều đá rồi chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà mơ ước thôi. Ngôi nhà trên không ha. Rồi trước mắt là như vậy đi. Có được cái máy farm đá đầu tiên rồi. Xô thì mình sẽ mang theo thêm một xô nước nữa để phòng trừ mấy cái chuyện xui rủi giống như hồi nãy đánh nhau với con rồng vậy đó. Thôi là sẽ có những pha đi vào lòng đất tiếp á. Rồi mình sẽ thử qua bên kia để thu phục một cái em. Mình còn nhiều sắt không? Mình sẽ nung thêm sắt đi. Mình còn 5 sắt nè. Lần đầu mình thu phục rồng dòng gió thất bại rồi. Hy vọng là lần này thì mình 5 phôi sắt luôn. Gấp 5 lần lần trước. Không biết là có thu phục được rồng không có nữa nè. Đất cũng gần hết rồi. Đi còn nhiêu mình thu phục nhiêu. 8 cục.
Hồi nãy thì dùng đúng một cục là thu phục được đồng... Ủa gì? Golem nước rồi. Không biết lần này thu phục lại thì có khó hơn hay không đây. Giống như cái gì lần đầu mình cũng hơn á. Đây, thử lại nè. Yes, I won. Rồi. Đó. Lúc nào cũng vậy mình... Cái em này rất là dễ tính luôn nha. Mình chỉ cần cho ăn một cục đất là về đội à. Không có kiểu như là đánh đá giống như rồng gió. Ỷ rồi đẹp đẹp một xíu, mạnh mạnh một xíu rồi. Cái khinh thường chủ tịch nghèo. Có điều em này hơi núp một xíu thôi. Em bét này hơi núp một xíu là đi đứng dễ bị lọt lắm. Đó nên mình đi mình phải canh chừng vậy nè. Đó đó đó, thấy chưa. Đi thẳng vô đây không đi, đi. Chắc anh quýnh em quá. Ủa đi đâu đây? Đi qua đây này. Qua đây. Rồi ngồi yên cho anh, ngồi yên. Coi em thịt mấy con này cho. Đó. Ê. Con cụ này định làm gì? Trời, nó đẩy một hồi bé sói lọt dưới sao? Con cụ chơi nguy hiểm quá. Đi, em sói vô đây. Vô đây chơi với bạn này nè. Ở đâu rồi? À, ra đây, đây, bạn mới nha. Ngồi chơi bạn mới đây. Còn bé văn làng này ha. Đợi mình xíu. Không làm mà đòi đi ngủ hả? Hả? Không làm mà đòi đi ngủ. Ngủ đi, thách bác ngủ luôn á. Cho bác ngủ ngàn thu luôn. Mình đi ngủ. Tính mình hơi nóng. Tính nóng như kem mà cứ giận dỗi với mình thôi. Rồi, đó bây giờ mình làm việc có hai đệ tử nhìn thấy không? Đúng là ship, mình làm ship rồi, lên chức rồi. Ừ, có thêm sắt nè. Ngon. Ui, có bé dân làng mới. Bác này đổi đồ da hả? Ok. Yêu cầu đừng có dành cái giường với mình là mình sẽ cho sống á. Ai mà dành cái giường với mình là mình tiễn đi luôn. Không nói nhiều. Mình kiếm thêm chút sắt nữa, mình qua bển mình thu phục cái em bét kia luôn coi. Mình không chịu khuất phục như vậy được. Nung thêm đi. Đi cây cuốc đỏ cho thêm sắt. Có sắt là nhét vô lò liền. Cho nó nung. Ui xương rồng. Đá các thứ nè. Tầm này mình không cần đá đâu. Mình cần kim cương thôi. Cây cuốc không biết chừng nào mới đủ set đồ kim cương ở trên không này nữa. Sói hả? Ờ được, mình còn xương mà. Để mình lấy xương ra mình thu phục em sói này luôn. Đường cặp thì sau này mình có thể nhân giống lên đó. Đó. Rồi qua đây đi, đừng có niễn nữa. Qua đây ngồi đi. Xong. Chắc bây giờ mình sẽ lấy sắt mình đi cua em rồng thôi. Không biết lần này cua có dính hay không nữa. Các bạn hãy cổ vũ mình nha. Để mình có thêm sự tự tin cua cái em rồng này. Coi em rồng này khó cua quá. Đây, nhét mấy cái này vô. Ui, sắt đem ra chứ. Rồi, đi. Mình có nên dắt theo mấy em chó này để tăng độ ngầu không sao mà thôi đi. Đi mình được rồi, một mình mới ngầu. Thì rồi. Qua đây, lần này 8 lần nha. 8 phòi lần á. Không biết là thu phục được em rồng gió này hay không. Đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà khó thu phục quá. Đâu rồi? Đây, bé xíu mà. Lần này chịu nha. Về đội đi, anh có rất nhiều đàn em đệ tử bảo vệ em luôn. Đấy. Lần này mình phải lời ngon tiếng ngọt mới dụ được. Rồi đi ra anh. Vậy thôi. Ủa sao rồng không bay ta? Chắc tại rồng còn nhỏ hay sao á. Không biết mình có nuôi lớn được hay không nữa. Thời gian sẽ trả lời. Còn bây giờ thì dẫn về nhà trước nè. Thôi đi giùm anh đi. Đừng có ngựa nhảy một hồi như cái em golem hồi nãy bây giờ. Ừ nhảy đi một hồi gớt. Không ai có hứng lên đâu á. Cái em đó đi rất là chậm luôn. Ê. What? Mình nói đi rất là chậm. Tay len phát lại luôn á. Sợ thiệt rồi. Xong. Bây giờ hòn đảo của mình đã có thêm hai em bét nè. Rồi hai em chó sói nữa. Quá là tuyệt vời. Mục tiêu kế tiếp của mình là hòn đảo bên này. Mình sẽ đi đúng một vòng tròn á, theo cái chiều kim đồng hồ luôn. Hòn đảo kế tiếp là hòn đảo bên này ha. Rồi, tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã có một cái trận chiến với rồng gió nè. Thu phục được em bét rồng gió sau khi đánh bại boss luôn. Và đồng thời mình cũng đã đặt chân thử qua thế giới địa ngục và bên bển còn có những hòn đảo khác nhau để mình khám phá nữa nha. Khá là tò mò đây. Trong tương lai thì mình sẽ khám phá hết những hòn đảo nên các bạn cứ yên tâm ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.